trên khúc hát lắng buồn đợi bóng hình ai như tìm về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vắng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái có một chiếc áo rất là xinh xắn và một giọng hát cũng rất là lãng mạn. Trước tiên thì Hiền Lê xin được gửi lời chào đến tất cả bốn nghệ sĩ khách mời, anh Bạch Công Khanh cùng toàn bộ tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người. Hiền Lê thì là một nghệ sĩ chơi đàn violon và cũng đôi lần được kéo đàn cho anh kia giác hát rồi ạ.
Và hôm nay rất là vui khi được hát cùng với anh. Chị là người quen. Xin chào chị Hiền Lê. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Bởi vì khi mà chị Hiền Lê hát thì Hồng Gấm đã quay sang Khanh nói là đây là người quen. Dạ. Xin chào Hồng Gấm. Dạ chị. Em thì có cơ hội được làm việc chung với chị Hiền Lê rất là nhiều show rồi. Chị là nghệ sĩ kéo phiêu long. Nhưng mà em rất là bất ngờ bởi vì hồi đó giờ em chưa được nghe chị hát. Và hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em được nghe và em thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì cảm thấy rồi, sắp có một đối thủ cạnh tranh rồi. Em rất là ấn tượng với cái phần biểu diễn vừa rồi của chị. Cảm ơn chị, một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn những lời khen của ca sĩ Hồng Gấm. Anh Hoàng Bách ơi, anh đang nghĩ gì đấy ạ? Tiếng hát này có làm anh sao động tí nào không? Cái giọng hát này đối với Bách là hơn cả mức sao động. Bởi vì đầu tiên là cái bài hát đã. Cái bài hát đưa mình về một cái ký ức mà lúc đấy mình là một cái cậu bé mới lớn, thanh niên, bắt đầu tuổi thanh niên. Và thực sự nó rất là mơ mộng. Một bài hát rất mơ mộng. Rồi nghe giọng hát thì mình bảo là đây rõ ràng không phải là một cái ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà có cái gì ở bên trong đó. Mình cảm thấy là về nhịp phách, về cao độ, về cách xử lý thì mình thấy nó có cái bài bản ở trong đó. Thế thành ra Bách rất là bất ngờ khi mà cuối cùng biết được đây là một người đồng nghiệp trong giới chơi nhạc của mình. Anh không biết là sau cái cuộc thi này thì em có tính là đi làm ca sĩ chuyên nghiệp không, thì anh không biết. Cái đấy nó sẽ là cái quyết định của tương lai. Nhưng ít nhất thì mình đã thấy là một cô bé yêu hát ngày hôm nay thực sự là hạnh phúc với tiếng hát của mình trên sân khấu và được nâng đỡ, cổ vũ bên cạnh bởi một anh chàng rất đẹp trai nữa thì quá tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Nhân tiện đây thì em cũng phải thực lòng là violon á là định mệnh của em, là máu thịt của em, nhưng mà còn ca hát thực sự nó là đam mê của em. Em chỉ biết là em đã tìm được đam mê của mình, đã tìm được cái điều mình muốn làm trong cuộc đời thì em sẽ làm thôi. Em sẽ cứ làm bằng những cái gì mà em có, bằng tất cả những cái hạnh phúc của em. Chẳng thể chợp mắt without you, 'cause without you anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần làn môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần, vì sao bây giờ đây là anh muốn hết 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 nhớ. Anh muốn hát, muốn hát, muốn hát lên nhớ em người ơi. Thèm được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. Thèm được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. Em khóc theo bóng anh đi.
biết anh đã cố ghi chặt nước mắt. And you know, mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Without you, cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Còn lần môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần vì sao. Bây giờ đây là anh muốn hết, hết, hết nhớ em người ơi. Anh muốn hết, muốn hết, muốn hết lên nhớ em người ơi. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Quý vị nếu chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Xin quý vị hãy bình chọn cho thí sinh buồng số 1. Mỗi lượt bình chọn của quý vị là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Tuấn Nghĩa nhé. Xin chào bạn. Dạ, trước tiên cho Thế Cường xin gửi lời chào đến bốn vị khách mời. Cảm ơn anh Tuấn Nghĩa, các khán giả tại trường quay và khán giả đang xem đài cũng như anh MC rất là dễ thương. Xin chào Thế Cường. Thế Cường đến từ đâu ạ? Dạ, em là người quê gốc ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Thế công việc hiện tại của Thế Cường là gì? Dạ, em ban ngày thì kinh doanh và ban đêm làm ca sĩ bán chuyên. Có vẻ như rất khiêm tốn. Không biết anh Quốc Thiên nghĩ sao? Lúc nãy anh Thiên có nói với Khanh là màu giọng của Thế Cường rất đẹp. Cường thì anh cũng thấy rất là thú vị với giọng hát của em. Khi mà em hát cái quãng trung trầm ấy rất là bắt mic. Nhưng mà khi lên cao thì lại rất là sáng. Và khi mà anh nghe hát với Nghĩa thì anh thấy là hai người rất là ăn ý với nhau. Cho Thế Cường có ý kiến về tiết mục của bạn Thế Cường. Thì đầu tiên thì Thế Cương thấy cái bài này là một bài tương đối khó. Dạ vâng. Về mặt kỹ thuật. Và bản thân Cường thì đã thể hiện nó chứ là hết sức mình rồi. Nhưng mà cái nghề ca sĩ hay nghề diễn viên của mình đó là nó là một cái chặng đường rất là dài. Anh nghĩ em nên trau dồi thêm về cái kỹ thuật thanh nhạc, về cái nhã chữ á. Em nên học anh Tuấn Nghĩa. Ngay cả ngoài đời, ổng nói chuyện cũng đã điệu rồi. Hả? Nói chuyện cảm xúc. Anh ơi, em có điệu đâu. Cũng là một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng đây sẽ là những cái kinh nghiệm và cũng là cái hành trang rất là quý báu để cho Cường có thể áp dụng vào công việc của bạn. Đêm dài nghe tiếng giọng cô buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyên đang đón gió thu về.
Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. Và A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ, và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh, nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm, đúng không quý vị? Dạ, em... Đấy là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường Ánh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi rất là ngọt ngào, và Thiên thấy rằng là anh Minh luôn rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp, và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh luôn cũng vậy, cũng rất là trầm ấm, và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc Thiên. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là Ánh là người miền Tây hay là người ở trong Nam, cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà
anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. À, giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi, em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm á, tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ đúng rồi. Thật ra thì mình luôn cũng biết là mình cũng đàn anh của ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn? Không, anh cười anh Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cảm cũng ơn rất anh là ạ. Rất là, nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Với anh Tiết Cương là hát tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi, Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Nhau cho yêu dấu đông đầy,
lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng một xa. Bây giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa, các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo, công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm đầu. Anh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tin thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sao càng ngày em càng lại mất đi cái đấy? Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa vậy là anh Nghĩa bớt múa lại để cho em khỏi hồi hộp. Anh người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa? Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tích Cương có cảm giác như là chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nha. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiết Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không? Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Khanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em
chiều trông gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi, đến suốt đời. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu? Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. Đời đã cho ta gặp nhau, từ nay trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho một đời mãi không quên, bài hát tặng em mối tình khát khao. Đời bao giông tố, giông tố, đời nhiều trông gai, đời nhiều trông gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi, mãi mãi. Trong lòng anh đã bao ngày, người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên, bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Thưa quý vị,
Bây giờ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn, hãy nhấn phím A. Không chọn thì nhấn phím B. Và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả. Bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào bốn vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này, nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào. Và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy. Cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi, bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều. Cảm ơn ban biên tập chương trình. Gắm nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích, lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bách trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình. Tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào, bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều anh vẫn không thể tin. Anh đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ em là những xót xa trong anh. Em ngỡ đi thật xa để anh lại ngủ yên. Thank you.
trôi qua thật mau. Giờ chúng ta cùng xa nhau, em vẫn không thể tin lúc em được thứ ấy. Dòng vẽ yêu thương từ em là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách anh vì sao lặng im trong nỗi sâu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên cuối, dòng viết yêu thương từ những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cùng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy. Dòng viết yêu thương từ những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Đừng hỏi anh vì sao, đừng trách em vì sao. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao. Sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với ca sĩ Kyle York. Các bạn có 10 giây, thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến bốn vị ban khách mời và tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Võ Thị Yến Phiên và hiện tại em đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Yến Phiên. Có phải ngày hôm nay bạn bị sao xuyến chứ anh Kyle không? Tại vì khi mà nhìn bạn hát anh cảm thấy bạn có cái gì đó rất là ấp úng. Dạ, nói chung là trước khi mà đứng trước một chàng trai nào đó mà đẹp như thế này thì không thể nào mà không sao xuyến được ạ. Trước đây thì Phiên đã từng là một thí sinh của một cuộc thi mà Trương có chấm cho cái cuộc thi đó. Và Phiên là một trong những người đi đến rất sâu ở vòng cuối cùng. Bạn là người tranh giải gần cuối cùng. Cho nên là khi mà cất giọng lên là mình biết ngay là người quen. Và chúc mừng Phiên, hôm nay em cũng tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình với Kyle. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Không biết ca sĩ Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi xem tiết mục này? Đây là một tiết mục rất là thành công. Cái ấn tượng ở chỗ nữa là anh Kyle lùi về hát bè để nâng cái giọng hát của bạn lên. Thì cái sự phối hợp này nó rất là ăn ý và cái hiệu ứng của nó rất là tốt. Chúc mừng. Và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Dạ. Yeah. Anh Hoàng Bách có đồng ý không ạ? Lâu lắm mới nghe một giọng mezzo đẹp như vậy. Phải chúc mừng Kyle và em Phiên có một phần trình diễn tình cảm. Hai bạn rất tình cảm với nhau. Đây là một bài hát không có dễ để mà hát song ca. Yeah. Khi mình kết hợp với nhau lại còn chưa từng tập chung với nhau nữa. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách.
có người yêu mới bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em. Đó là ca khúc Người yêu cũ có người yêu mới. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì?
Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol live stream. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? Dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, chưa, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người yêu cũ có người yêu mới lần đầu tiên trên song ca giấu mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết, ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là bạn nên, mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó, và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh Kayo rất nhiều. Chiếc bóng cô phòng đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bạc nó. Em nghe gì không? Em hết vì anh thương em.
sẽ không cần trước sau vì anh đã đặt mình, vì anh đã đặt mình ở tuyệt vời đúng không quý vị? Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với chàng trai đang mặc một cái màu áo cũng giống Khánh. Rất là phải gọi là bị lôi cuốn bởi tiếng hát của bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình nhé. Dạ, cho phép em xin được gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là tất cả các khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay ạ. Em tên là Công Quốc. Năm nay em 20 tuổi, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ sao về màn kết hợp này ạ? Hôm nay anh nghĩ là mình là một người rất may mắn. Hai phần trình diễn của Bách phải nói đều là hai cái bài nó không dễ. Dạ. Rất là thử thách giọng hát. Nghe thì dễ nghe nhưng mà hát thì khó hát. Và mình may mắn mình lựa chọn được hai người diễn chung đều hát rất hay theo cách của mình. Mỗi người có một cái phong cách riêng. Và đi trọn vẹn được bài hát và nó có những cái sáng tạo tung hứng với nhau. Bách không biết là các bạn, quý vị khán giả ở dưới và xem truyền hình sẽ cảm nhận được nó như thế nào. Nhưng với bản thân Bách thì khi Bách diễn với cả hai bạn và đặc biệt là cái phần trình diễn này nha, thì Bách cảm thấy mình đúng thực thoát vai một cái người là sẽ phải hướng dẫn, nâng cái người nghệ sĩ đứng bên cạnh mình mà là mình đang được diễn cùng với một bạn nghệ sĩ thực sự là một nghệ sĩ bản lĩnh, có bản lĩnh sân khấu. Khánh cảm nhận được sự hài lòng của anh Hoàng Bách khi mà lựa chọn được căn phòng của bạn. Anh Khai ơi, anh có thích tiết mục này không? Kyle rất là thích tiết mục này và đặc biệt là Kyle nghe bài này rất là nhiều. Kyle đi diễn ở bên Mỹ hay là đi diễn ở bên Úc thì người ta cũng rất là hay nghe bài này. Nhưng mà nghe hai người hôm nay hát bài hát này, phải nói là đó là một cái cảm xúc hoàn toàn mới đối với Kyle. Vì hai người có hai chất giọng na ná với nhau á. Và bên cạnh đó thì khi hai người diễn với nhau thì có một cái sự qua lại ăn ý và một cái sự kết hợp phải nói là gần như là hoàn hảo. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Hồng Gấm thì sao ạ? Nếu mà em mà ở nhà em xem tivi á thì chắc em không tin đây là một trường hợp ngẫu nhiên, bởi vì cái sự giao đãi nó quá là ăn khớp với nhau. Dạ, đây cũng là một cái giọng mà bạn hát lên là người ta biết đó là bạn. Dạ. Yeah. Cái giọng bạn rất là tình cảm, nội lực. Nói chung là nó hội tụ đủ các yếu tố của một cái người mà sẽ thành công. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Bây giờ thì chắc là Khanh phải nghe cái phản hồi sau cùng của anh Ham Đức Trương. Anh cũng là một cái dàn bao quá là vững chắc để bạn thể hiện được rõ đúng cái từ mà chị Gấm dành cho em, đó là từ bản lĩnh sân khấu. Em có thể thể hiện được hết bản thân mình với một cái bài hát là khó. Cho nên là chúc mừng hai anh em. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho màn song đấu này. Nếu như quý vị muốn bình chọn cho tiếng hát của Phan Anh Quân thì nhấn phím A. Nếu như quý vị muốn bình chọn cho tiếng hát của Lê Công Quốc thì nhấn phím B. Quý vị cũng sẽ có 10 giây. Thời gian bắt đầu.
Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay một lần nữa vì đã giúp chúng tôi đưa ra những kết quả bình chọn rất là kịch tính. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để xem phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Lê Công Quốc và Phan Anh Quân là bao nhiêu. Trước mắt chúng ta là hai con số 49% và 51%. Có nghĩa là trong đây có một người nhận được 51% và dĩ nhiên 49% là của người còn lại. Người nào nhận được 51% sẽ là người chơi giành chiến thắng trong song ca giấu mặt. Và kết quả là... Hồng Gấm, chúc mừng bạn đã có 10 triệu đồng. Cảm ơn Lê Công Quốc rất nhiều vì đã dành thời gian để tham gia chương trình của chúng tôi. Và bây giờ sẽ là Sóc Sờ Bay, Sóc Trăng, thưa quý vị. Bà con cô bác ơi, em tới nữa rồi đây. Tuần trước là Út Mén dắt em đi thăm các tỉnh miền Tây. Nhưng mà trong số những cái tỉnh mà em đi qua có một cái nơi rất là ấn tượng, đó chính là Sóc Trăng. Anh em 83 xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, bà con cô bác. Dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ưu ta. Sản cũng như là những nơi đẹp tuyệt đẹp của Sóc Trăng. Và để làm một người hướng dẫn giúp cho mọi người biết rõ hơn về vùng đất này, xin giới thiệu người em của tôi. Mời em trai xuống đây nào. Cho mọi người biết về quê mình nào. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù quê già điệu múa lâm thôn. Sóc Sờ Bay bòn tàu na bòn tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa sập bóng, dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Mời bà con cô bác đứng lên nhảy cùng với anh em tụi em nào. Hey! Hey! Đẹp quá trời đẹp. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uốn dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ư ta. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê già điệu múa lâm thôn. Sóc Sờ Bay bòn tàu na bòn tàu na
dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhựa rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Giờ sẽ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Xin mời. Phải bấm chữ A thôi các bạn ơi. Có bài nào mà vừa ca vừa múa như vậy không? À, bấm chữ A giùm cho em. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ, chào anh Khanh. Chào tất cả các anh chị cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là Trần Thanh Điện. À, và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Công việc hiện tại của Điện là gì nè? À, dạ, hiện tại thì em là một hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của ba vị khách mời còn lại khi xem tiết mục này. Em không những có một giọng hát hay mà em còn có một giọng nói rất rất là hay. Khi em cầm em micro em nói chuyện, em đối đáp với anh Đại Nghĩa với lại anh Bạch Công Khanh, anh nghe được giọng của em không có bị mờ, bị chìm vô giữa hai người. Em có tiếng nói sân khấu, em có học về cái đó đúng không? Dạ không ạ. À, dạ trước đó thì trước giờ em cũng chưa có từng học về thanh nhạc cũng như là về một khóa MC nào hết. À, cái này là bản năng thôi. À, ngày xưa thật sự là em cũng định là học nhạc viện. À, nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là tại vì trong nhà của em, gia đình của em chưa có ai học đại học hết. À, và hầu như là làm bằng những cái nghề tay chân như là nghề nông. Thì lúc đó thì em lại khi mà em đặt cái bút lên để mà em ký vào cái giấy tuyển đại học đó, thì lúc đó em lại suy nghĩ lại. Em nói là thôi mình chắc là mình sẽ học một cái nghề nào đó để kiếm tiền trước đã. À, và sau đó thì mình hả phát triển về cái đam mê của mình. Thật ra cái giọng hát của bạn rất là ngọt ngào, Cường nghe Cường rất là thích luôn á. Và không biết bạn có ý định để có thể phát triển hơn, lấn sân vào ca hát hay không? Bởi vì bạn hoàn toàn có khả năng, thì không biết bạn có ý định đó không? À, dạ có, đây là một cái đam mê từ nhỏ của em. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã gọi là cũng đã đạt được cái những cái công việc như ý của mình rồi. Và bây giờ bắt đầu em dần dần chuyển sang lại cái đam mê của mình. Và em cũng rất là mong muốn có một cái cơ hội để mà có thể phát triển lên một cái con đường chuyên nghiệp hơn. Anh cũng mong là qua chương trình này cũng sẽ là một cái bước đệm để cho em tiến xa hơn nữa nha. Chị cũng đồng tình dạ, với em là bây giờ với cái giọng này của em á, thì em nên phát triển. Bởi vì khi em hát lên thì thật sự cái giọng của em á, nó không có một cái kỹ thuật gì hết, nhưng bù lại nó hát tự nhiên, thoải mái. Giống như em nói là em làm nghề du lịch hướng dẫn viên vậy đó. Giống như em hát, giống như em nói, em giới thiệu cho mọi người vậy. Cho nên em hát em không có phải nghĩ là hôm nay là thi hay gì hết. Em hát với hết cái khả năng của em và em hát nhẹ nhàng, thoải mái. Và đó chính là điểm thành công của em ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Dạ, chị. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Anh hỡi
Đó là tiết mục song đấu của Vũ Đức Mạnh và Hải Phương. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Hải Phương thì nhấn phím A và Vũ Đức Mạnh thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Chúng ta vừa mới được xem trình diễn của tiết mục không hề có tập trước. Đây là một màn đấy. Collab phải gọi là không có lời nào bàn nữa. Anh thật sự phải ganh tị. Anh ganh tị vì tụi em có một cái tiết mục quá xuất sắc. Và anh cũng ước gì anh được biểu diễn như vậy. Cái tiết mục này là đúng là bắt mắt, mắt nghe luôn. Chúc mừng hai em đêm nay thật là tỏa sáng. Bây giờ là sự may mắn thôi à, chứ hai người là cũng là 9-10 rồi đó. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho tiết mục này cũng rất là ngắn, nhưng mà chúng ta cũng thấy được sự ăn ý của hai bạn. Cũng như là Vũ Đức Mạnh, đây không phải là dòng nhạc sở trường của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy cũng một cái nghĩa cử rất là đẹp khi mà nhường cho Hải Phương để chọn ca khúc của Hải Phương. Không biết anh Nam Cường thì nghĩ sao? Cường là vô tình chọn trúng hai bạn, có hai giọng ca rất là tuyệt vời và lọt vào đến cái vòng cuối cùng như vậy. Đó là một cái sự may mắn của bản thân Cường, rất là may mắn. Khi hai bạn biểu diễn trên sân khấu với hai giọng ca hay thì tạo thêm một tác phẩm tuyệt vời là điều hiển nhiên rồi. Và thật sự cảm thấy hạnh phúc với tiết mục này của hai bạn, chúc mừng hai bạn. Phải nói rằng đây là một cái sự hòa quyện tuyệt vời. Và biết đâu sau cái chương trình này thì hai em có thể kết hợp với nhau, một đôi song ca ăn ý với nhau về ngoại hình lẫn về giọng hát luôn. Chúc mừng các em. Cảm ơn chia sẻ của anh Đại Nghĩa và các khách mời còn lại. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để theo dõi kết quả. 51% và 49%, nghĩa là có một người giành được 51% và người còn lại là 49%.
Và ai sẽ là người chiến thắng? Đó chính là người nhận được 51%, thưa quý vị. Trời ơi, thả biến cả anh. Và giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay là... người đã song ca với anh Nam Cường. Chúc mừng! Hải Phương! Chúc mừng Hải Phương là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mạ. Bạn đã mang về cho mình giải thưởng 10 triệu đồng. Cả hai tiếng hát này đều đã song ca với anh Nam Cường, và chúc mừng anh Nam Cường một lần nữa. Thì thôi em đừng mộng nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng hấp sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Không rời ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giông bão nhiều đắng cay, cuốn trôi mau biết đâu tình nồng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chỉ thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông sau chia ly đôi đường, tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình, và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lâu. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao. Giấc mơ thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao. Giấc mơ đâu.
Thưa quý vị, tuy đây là tiết mục song ca, nhưng phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với chị Khánh Ngọc. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca của khách mời và người chơi hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Xin chào chương trình, xin chào các anh chị khách mời và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Trời, giọng giống MC dễ sợ. Yeah. Bạn dạ vâng, em tên là Đỗ Quốc Hương, em đến từ Bình Dương. Hiện tại thì em đang là phóng viên, phát thanh viên. Đúng không? Trời ơi, giọng nói rất là truyền cảm. Mặc dù là hai người không có biết nhau và không có thấy được nhau, nhưng mà khi mà bước xuống thì thấy là từ trang phục nè, rồi xong rồi tự nhiên cái bè bối, nói chung là bạn, có nghĩa là bạn chắc bạn yêu thích ca khúc này Phố Hôn, cho nên là lúc mà cho nên lúc mà hát á, là lúc mà bè đó tiện thấy nó, chị cảm thấy giống như là chị đang được hát một phiên bản mới, nó rất là hòa quyện với nhau. Và chị xin cảm ơn em đã yêu mến ca khúc Vườn Trăng Khóc, và em hát rất là chị cảm thấy rất là hay và rất là tình cảm. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các chia sẻ của khách mời. Giờ Nhật Tinh Anh là bây giờ Nhật Tinh Anh là hay ở nước ngoài. Đúng rồi. Thì Ngọc có thể suy nghĩ về partner này. Dạ, partner có thể mình có thêm một cái hát ở Bình Dương rồi xong rồi lén lén ngồi ké làm MC ké nữa. Ngọc ơi, nãy giờ anh xem tiết mục này anh thấy Duyên Quỳnh ngồi dưới. Trời ơi, sao mình không được hát chứ, mình chọn trước rồi trời ơi. Anh Đại à, thấy rõ ràng luôn. Anh Đại lúc đó anh biết khi mà Dần Trăng Khóc vang lên mà khi bạn nam bước xuống, anh Đại biết em hát sao không? Tiếc cho tôi, thích cho người. Dạ, thích cho người. Dạ, em chúc mừng chị Ngọc. Hôm nay chị Ngọc chọn được một bạn nơi quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và anh Quốc Đại. Thế anh Hồ Trung Dũng anh nghĩ gì ạ? Em hát rất là chắc. Sân khấu cũng rất là vững, em di chuyển trên đó và em ngay phản ứng rồi tương tác với lại chị Ngọc rất là chuyên nghiệp. Và thực sự là mở màn chương trình ngày hôm nay, đây là một cái bạn song ca rất tuyệt vời. Tiết mục đầu tiên rất tuyệt vời. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hãy lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu. Đâu nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần. Hãy sống cho người thân và em giấu anh trong những bước sống cho riêng mình.
Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sương vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 3 Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên ạ. Minh Nguyễn xin chào 4 vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh MC đẹp trai ạ. Và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang sinh đời, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Minh Nguyễn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời khi mà thưởng thức tiết mục này. Phải nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc khi có chị Liên, Ngọc Liên đã hỗ trợ em, phải nói là quá quá nhiệt tình luôn, và Liên đã hát hết mình và đã bè những cái quãng rất là cao. Em cảm ơn chị ạ. Và nhưng mà có một cái này nè, cái giọng của em nó là cái giọng nó trầm, khá là trầm. Tại nhiều khi em hát em thể hiện cái tâm trạng quá, cái nội dung cảm xúc á, thì cái đó mình để ý chút xíu thôi. Còn cái phần biểu diễn hôm nay em cũng rất là máu lửa theo chị Liên. Phải nói rằng là chúc mừng cho tiết mục của hai chị em, rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bác xin chúc mừng hai chị em có một phần trình diễn bài hát khó. Bài này không đơn giản, nghe thì mọi người thì nghe thấy nó dễ dàng, nhưng mà để mà ghép thành song ca nữ với hai cái chất giọng nó khá là khác biệt nhau như này thì nó không đơn giản. Nhưng mà lần đầu tiên hai chị em bắt gặp nhau mà hát rất là tốt,
chị Liên rõ ràng là đã có cái sự nâng đỡ rõ ràng đối với em. Thực ra chúng ta đều là những cái bản thể rất là khác biệt với nhau. Và nếu mình tỏa sáng theo cách của mình thì ít nhất mình cũng được là mình. Và mình có cái thứ ánh sáng của riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách cũng như là các khách mời. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình dâng ngập lối, nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Trời đẹp quá. Giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho phần biểu diễn này. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra bình chọn của mình. 10 giây bắt đầu. Mười giây bình chọn đã kết thúc. Bây giờ thì hãy cùng Khanh giao lưu với người chơi ở vị trí số 2. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh. Em chào bốn vị giám khảo và anh Sĩ Luân, đẹp trai. Sĩ Luân còn kèm theo cái chữ đẹp trai. Đẹp trai nữa, trời ơi. Làm cho những chàng trai khác rất là chạnh lòng đúng không? Anh cũng đẹp trai. Ồ, cảm ơn em. Hết chạnh lòng liền. Dạ, em tên là Cao Phương Thúy. Hiện tại em là diễn viên ca sĩ tự do. Thật sự là ngày hôm nay là sân khấu này, Sĩ Luân cảm thấy tất cả không có khoảng cách. Bởi vì những bài hát cũ, những bài hát rất hay, các bạn trẻ thì cũng không kém phần hấp dẫn. Các bạn vẫn có nội lực và điều rất hay. Vỗ tay cho tất cả chúng ta với âm nhạc ngày hôm nay. Không nghĩ em là diễn viên luôn. Dạ. Chị cứ nghĩ em là một ca sĩ chuyên nghiệp thật thụ hoặc là một người mẫu. Hồi nãy khi cô bé bước từ trên nấc thang bước xuống, nó có một cái thần thái của một diễn viên phim. Và khi hai người hát chung với nhau, chị tưởng tượng giống như đang hát nhạc phim vậy đó. Yeah. Thật sự ra trong cái điện ảnh, trong chị Quỳnh tự nhiên trỗi lên, tự nhiên có cảm xúc quá ghê luôn. Là nhìn thấy Sĩ Luân giống như một diễn viên Hàn Quốc thật sự. Giống như... Không, thật sự mọi người phải công nhận như mọi Ngân Quỳnh nói không? Giống như là một anh chàng đại gia của... trong một cái phim Hàn đã được một cô gái này giống như là vệ sĩ đi kế bên bảo vệ, mà hai người có một chút tình yêu nào đó. Nó trỗi lên trong cái bài hát này rất là, phải gọi là rất là điện ảnh luôn á. Ra một kịch bản phim luôn hả chị? Đó. Và âm nhạc. Anh Nhật ơi, anh cảm thấy như thế nào? Cảm ơn chị Luân. Em bè bội cho Thủy rất là... Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Em nâng đỡ tiền hạt của Thủy. Thủy là cùng một chất giọng với cô Ngân Quỳnh, anh Tô, nữ trầm mà có khang khang. Và đặc biệt là em có một cái đôi mắt rất đẹp. Em hát bài này
thật sự là cái đoạn tự sự nó giống như em hát từ trong tâm ra, giống như mình chẳng hát gì cả, cứ tâm sự với những người đối diện thôi. Và lúc nào cần hát lả lơi tự sự, lúc nào cần xử lý như thế nào em đã làm tốt hết. Và em phải cảm ơn nhạc sĩ Sĩ Lưng đã là một cái nền rất chắc để em tỏa sáng ở tiết mục này. Và em ơi, em trên sân khấu em đẹp dễ sợ, sáng trưng luôn. Quá đẹp luôn. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Em ơi, tìm đâu xa nữa. Em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ, yêu đương cũng như là mây bay qua. Mơ chiều ngồi xa nguồn gió, em ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật nan vui, yêu đương chắc cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu vào. Rời xa giông bão vui như tháng năm không xa, và câu hát say mê đầy chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, coi ngày vui là đây. Gió rời xa giông bão vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu, hãy coi ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây.
giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục song ca này. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Minh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Mạnh Nguyên, bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của giọng nhạc trường tin Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này. Cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực. Và để khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì giọng ấy là một cái giọng bay bổng, nhẹ nhàng. Và Quốc Đại rất là thông minh, đã hát nhẹ lại. Tức là Quốc Đại không còn hạt 100% công lực nữa. Và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lại cao thì Quốc Đại không còn hạt bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giọ, dạ thanh để nương theo cái tiếng hát. Thành ra là hai anh em rất là hòa quyện luôn. Nên là một lần nữa anh mừng rằng là anh rất là yêu Quốc Đại và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng, hạt mưa rêu rắt nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo đội mưa mà đi. Từ giã hạt mưa rơi ướt mi nàn, sẽ thắt tim tràn giây phút ngỡ ngàng, đôi lứa thôi đành giã từ rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư chậm lắng, hạt mưa rêu rắt nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo đôi mưa mà đi. Đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm ta, bâng khuâng hoang mang anh mong từ xa, hạt mưa rơi ướt mi nàng, sẽ thắt tim chàng giây phút ngơ ngàng, đôi lứa thôi đành giã từ đêm mưa. Giã từ
đêm mưa. Trên đường vắng đôi chân lang thang, tâm tư trầm lắng, hạt mưa gieo sát nỗi buồn cho thế gian sầu thương, mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo đội mưa mà đi. Giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành dạ từ đêm mưa. Dạ từ đêm mưa. Dễ thương. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Minh xin được gửi đến bốn vị khách mời cũng như là anh MC Điển Trai, Bạch Công Khanh cùng với tất cả các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chào Hoàng Minh. Dạ, và cũng không quên cho phép Hoàng Minh xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ nữa nha. Dạ. Nhìn thì rất là baby nhưng mà nét diễn thì rất là lãng tử nha. Chị Ngọc Liên có cảm nhận vậy không ạ? Thật sự là bây giờ là Liên có lời khen cho Minh rất nhiều luôn á. Tại vì thật sự ra là cái bài hát này Liên không bao giờ nghĩ là Liên sẽ diễn được như vậy. Bởi vì khi ra sân khấu cái nhạc nó lôi cuốn mình quá. Xong mà khi ngước lên thấy em này, trời sao mà trẻ quá vậy. Nhưng mà khi mà nhạc lên là em ra em giữ cái dáng, xong là bắt đầu là Liên biết Liên phải làm gì. Cái phần biểu diễn này với cái động tác múa đi qua đi lại, mặc dù là chưa tập bao giờ và tự nhiên mình thấy mình cũng rất là ăn ý, cho nên là chị Liên rất thích. Dạ, sẵn đây chúng ta sẽ hỏi luôn Hoàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em vừa 23 nồi bánh chưng thôi. Wow, 23 nồi bánh chưng trẻ. Còn quá là trẻ luôn. Quá trẻ. Đồng trang lứa với anh Kim Tử Long. Tôi thấy cặp đôi này rất xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa. Đó là lý do em cũng chọn. Em rất là dạng sân khấu, mà người ca sĩ phải có cái đó. Và anh hy vọng rằng với cái giọng hát của em như thế này đó, mà em được rèn luyện hơn nữa. Em mới có 23 tuổi thôi. Tuổi này chưa phải là cái tuổi mà giọng chính, giọng nó vẫn còn có thể là phát triển ra nữa. Dạ, anh xin cảm ơn rất nhiều. Theo cái cảm nhận riêng của anh thì cái chất giọng của em là có, và giọng em khá dày, và cái độ vang nó cũng có luôn. Bây giờ cái em cần là có cái những cái kinh nghiệm về cái cuộc sống, những cái trải nghiệm về cuộc sống để em hát. Em hát cái bài hát nó sâu hơn nữa. Không phải là chê cái này là chưa sâu nha, mà là em sẽ có cái từng trải trong cái bài hát em nữa, thì nó mà cái đó thì phải đòi hỏi về cái tuổi đời nữa. Mà hôm nay với cái tuổi như vậy và em hát như vậy, và chị, anh nghĩ là chị Liên phải suy nghĩ về một cái bạn partner này,
về cái cách diễn cũng như anh thấy là rất là hợp với, đã thấy rất là hợp với Liên trong cái cách mà hai người phối hợp với nhau trong cái cách diễn và trong cách ca luôn. Tuy là lần đầu tiên không ráp gì cả, lên là hai người hát luôn, nhưng mà đã ăn ý như vậy rồi thì đại nghĩ là Liên nên suy nghĩ. Yeah. Cảm ơn quý vị một lần nữa vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Hoàng Minh. Đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hàm Đế Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát xong ca với anh Hamlet Trương. Xin chào bạn. Dạ. Yeah. Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hamlet Trương, tác giả của ca khúc đã xong ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu. Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm. Và em hát cái bài hát này đó, đúng là cái nội tâm của em nó có đặt trong bài đó, trong cái bài hát của Hamlet Trương. Nhưng mà anh nghĩ rằng không phải là bài hát này đâu, mà tất cả những bài hát gì mà nói về dân ca trữ tình nó rất hợp với giọng hát của em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Khanh mời anh Hamlet. Bạn rất là ngọt ngào và bạn có cảm giác là mình đang thật sự được hòa vào câu chuyện Lan và Điệp. Ban nãy là mình có thấy cái chuông ở đây luôn á, chuẩn bị nghe tiếng gõ chuông chùa luôn rồi. Nghĩa là hình dung ra được cả cái hình ảnh. Dạ. Đó. Và hôm nay là bạn diễn lại, tiếp tục dẫn chương vào cái câu chuyện của chính mình đã viết. Đây là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Cảm ơn Hamlet rất nhiều. Yeah.
có mưa rơi nhẹ vì ai, con đường lỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai? Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau, đôi tim vẫn còn mang tên nhau. Chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ che giấu qua bao lâu. Tình vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu. Đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau, chỉ là có cùng nhau. Hẹn nhau em, kiếp sau ta lại nhận ra nhau. Không đổi bước, nắm tay nhau qua đời thương đau. Nước mắt để dành ta khóc những ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Rời xa nhau, dấu tim vẫn còn mang tên nhau. Chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dấu qua bao lâu. Tình vẫn đậm sâu. Cùng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để đâu thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau, chỉ là có cùng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Hay quá, hay quá, hay quá. Diễn như thật. Trời, quá em, tuyệt vời, đúng không em à? Ráng pose dáng đoạn cuối một xíu cho nó deep, mà kiểu em không deep được luôn anh. Tại em sao? Dạ em hạnh phúc anh. Anh thấy tôi nhận thấy được điều đó mà. Dạ xứng đôi quá trời luôn. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho người chơi tỏa sáng. Và quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Duyên Quỳnh. Xin chào bạn. Em xin chào anh MC, chào tất cả quý vị khách mời cũng như là tất cả quý vị khán giả. Mình là Thịnh Leon. Công việc lúc trước của mình là một diễn viên với nghệ danh là Hoàng Thịnh. Và bây giờ mình đang chuyển hướng trở thành một singer với nghệ danh là Thịnh Leon. Duyên Quỳnh cảm thấy như thế nào khi song ca với Thịnh? Dạ em cảm thấy hợp ạ. Hợp như thế nào? Dạ hợp và hay, cảm giác như là hai trái tim cùng nhịp đập anh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh thấy hay quá, hai người song ca với nhau như là đã từng tập luyện với nhau rồi, rất là tình cảm. Và chưa bao giờ tôi thấy tên của ca khúc này nó phi lý đến mức đúng như rồi. Vậy. Chỉ là không cùng nhau nhưng mà cô gái lúc nào cũng muốn cùng. Thế còn Nguyễn Hoàng Duy thì sao? Trước đó thì anh sẽ nhận xét một chút xíu thôi là đúng là đây là một cặp vừa xứng đôi vừa lứa nè. Và giọng ca cũng rất là quyện với nhau.
Còn cái vấn đề mà bạn nữ hiện tại bạn đang có những cái cách diễn xuất như vậy cũng bình thường mà Chung. Không phải diễn xuất đâu, cái đó là thật đó. Thì đó, đó là thật luôn đó. Đó là miệng người ta thì người ta đang nói là không muốn cùng nhau, nhưng mà thực ra trong cái tâm trí người ta là như vậy, thấy rất là hợp lý. Dạ, nó mới có sự dây dứt trong bài hát, nó mới được nhưng thể hiện ra. Nhưng mà có cảm giác như là hai bạn đâu đó trong quá khứ đã từng vô tình chạm mặt nhau ở một cái chương trình, ví dụ như đi hát với nhau chẳng hạn, có không nè? Dạ chưa bao giờ. Tại vì không lý, không lý nào mà cảm giác như là rất là xa duyên với đó, nhau gọi là duyên. Yeah. Anh ơi, cái sự connect nó bắt đầu từ cái nắm tay đầu tiên rồi anh. Dạ, đó nó nối từ đó rồi. Dạ. Yeah, yeah. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Quang Hà. Thịnh hát rất hôm nay rất là hay. Và Duyên Quỳnh thì hôm nay không chỉ hát mà còn đi bè cho Thịnh nữa. Và cảm thấy rằng hai bạn như kiểu đang là hòa quyện với nhau, từ trái tim cho đến giọng hát đến ngoại hình rất là đẹp. Cảm ơn anh Quang Hà và các khách mời. Và bây giờ anh có một thắc mắc, đó chính là trong 8 bài hát mà em phải tập á, thì ca khúc vừa rồi là em dành thời gian nhiều nhất chưa, hay là có bài nào khó hơn với em không? Ca khúc mà em tâm đắc nhất đó là ca khúc Vị Ngọt Đôi Môi. Vị Ngọt Đôi Môi, không biết là của khách mời nào mang đến ạ? It's me. Wow. Có thể hát một câu tặng cho anh Quang Hà được không nào? Khi thời gian như đứng yên lại, quá ngày dài ôi chiếc hôn đầu, và giữa hơi thở đêm anh ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Dạ vâng. Cảm ơn Thịnh Leo rất nhiều. Để xưa đây cô đơn vắng tay, đời anh đã vắng em rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần, anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có
em chỉ có quý vị. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào. Trước tiên là xin được gửi lời chào đến bốn anh chị khách mời. Xin chào anh Bạch Công Khanh đẹp trai. Và toàn thể tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Em xin tự giới thiệu, em là Thu Thùy. Em là ca sĩ tự do. Thu Thùy. Xin chào Thu Thùy. Anh Quang Hàng ơi, tiếng hát này như thế nào ạ? Với Thu Thùy thì Hà cảm nhận được rằng cái sự rụt rè của cô ấy, cái sự rung động của cô ấy, và cảm nhận được cái sự nhớ mong của cô ấy khi mà cô ấy cất tiếng hát lên là ước gì anh ở đây giờ này. Giọng hát của Thùy nó làm lay động trái tim của chính bản thân Hà, và nó làm cho Hà cảm thấy rằng là ở đây không phải là một cô gái, một thí sinh nữa, mà đây là một cái partner để mình có thể nâng niu. Quý vị có thấy rằng là khi mà Hà cất giọng lên cùng với Thu Thùy thì bản thân Hà cũng điềm đạm lại hẳn hơn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn những lời khen của anh Quang Hà dành cho tiếng hát của Thu Thùy. Khanh mời chị Ngọc Liên. Với cái giọng của em á, thì không cần gì kỹ thuật, không cần. Em hát như vậy là cũng đã truyền tải được cái tâm tư của em rồi. Người nghe cũng nghe rất là dễ chịu. Hôm nay thì chị thấy được cái riêng của em, nó không có bị bắt chước một ai hết. Thì chị chúc mừng điều đó. Em nên cảm ơn anh Quang Hà. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn anh Quang Hà rất nhiều. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của chị Vân Khánh. Cái giọng của bạn nó trầm ấm, nó rất là cảm xúc. Đặc biệt là những cái feel hoặc là những cái luyến lấy của bạn á, nó nhẹ nhàng, nó bạn như kiểu là một người phụ nữ có những cái trống nội tâm và có những cái tình cảm rất là sâu sắc, và bạn hiểu được cái nội dung của bài hát và bạn truyền tải được cái điều đó. Và chúc mừng bạn hôm nay, bạn đã làm rất tốt cái phần biểu diễn của mình. Dạ, em xin cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Wow. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho nên tiếc vấn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta cho nhau. Làm sao anh làm quên. Ngồi chờ 3 ngày rồi mà không chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày rồi. Em ơi, em đừng có giận anh chị mà. Tại hôm qua anh đi trễ chút xíu rồi mà. Chia tay xa nhau từ đây, chăm sóc không quên nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Lòng anh đang chơi với tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình yên nhau trong phút giây. Một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng. Trao nhau lời cuối.
đừng giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên cơ nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh biết mà. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương, chẳng buồn lại sẽ không ướt mi. Em ơi lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm duyên ai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây. Một lần cuối nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa. Giờ cuối trao lên tiếng vấn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giáng Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long. Là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này, thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với anh Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười. Em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Em xin cảm ơn. Hay quá, Giáng Tâm không có phân tâm rồi. Giáng Tâm, Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nói thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á. Chị phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời ơi, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộ không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này có nhã chữ á, rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ.